Xin cho Jason một tràng pháo tay. All right, today I'm going to do a little mind reading. Ông sẽ đọc tư tưởng của chúng ta. Would you like to see a demonstration? Quý vị muốn thấy thử không? Okay, sir. Anh áo trắng. Do you have any idea what I've written here? Anh có biết ông viết cái gì không? No, that's it. That's actually it. Good job. Good job. Yay! No, we are going to do a mind reading card trick to involve the entire audience. Chúng tôi sẽ làm một cái ảo thuật đọc tư tưởng và đọc ở trong một cái card và tất cả quý vị sẽ cùng phụ với chúng tôi làm cái trò này. I just need a volunteer. Chúng tôi cần một người volunteer. Có ai không? Oh, người I like your dress. Come on over. Kỳ duyên đi qua cái ông này, ông nhắc cô này đẹp quá. Let's give a round of applause. Okay, now, so that everybody can follow along, inside this little box is one card. Ở trong cái hộp này là có một cái lá bài. But I need all of your help, and I need you to write out the answers right here. We're going to ask the audience questions. Chúng tôi sẽ hỏi quý vị những câu hỏi và Kim sẽ viết câu trả lời vào đây. And I need to make it random, so I'm going to get my random machine. Okay. Và để chắc chắn là không có sự sắp xếp, ông sẽ mang ra một cây súng để bắn cái áo thun. Và quý vị nào lượm được cái áo thun thì lúc đó quý vị sẽ trả lời để không có cái sự sắp xếp ở trong khán giả. These are free t-shirts. Đây là áo thun free. I need a direction that way, that Bây way, or that way. Kim muốn chỉ bắn phía nào Kim? Okay, that way. That way. Bắn phía nào? Okay, nice okay. Catch. Rồi bây giờ cô nhặt cái áo. I need a color, cô red cho, or black. Cô cho biết là cô muốn màu đỏ hay màu đen. Cô đọc, cô cho biết màu đỏ hay màu đen thôi. Cô cho biết cô muốn màu đỏ hay màu đen. Red or black? Đỏ hả? Red. Biết xuống đỏ. Okay, Kim, I need another direction. That way. Kim muốn that nào? Way. Kim muốn or that way. Chắc phía bên đó đi. Go with the loudest section of the audience. Ai loud boy nhất? There. Yeah. Heads up. Nice catch. Way to steal it from the kid next to you. Okay. All right. I need a number. Ace through king. Cho một con số từ số 2 tới số xì. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, bồi đầm già xì. Em muốn con nào? Hả? Con già hả? A king. Con già. They said a king. 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 Già. All right. King. Perfect. Già. King. Okay. Con chỗ nào? Now, Kim, this is my last t-shirt. Cái cuối cùng. That way, that way, that way. Okay, sir, miss, whoever got it, miss, can you stand up? I need. Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Em cầm cái áo thun. I need a suit that is okay. Red. Okay, em cho biết cơ rô trường bích em lựa cái nào? Cơ rô trường bích. Cơ hả? Cơ phải không? Hearts. He said hearts. 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 So, ở trong này. The red king of hearts is a random card, right? Trong này là con già cơ phải không? Chúng it's a random card, or you're the only real audience member here, and I brought all these people to fool you. Ông nói một là cái này là quả thật là không ai biết, hai là tất cả mọi người đều biết và em là người duy nhất không biết thôi. Thưa quý vị, tất cả quý vị thấy chúng ta đã lừa. In this box. Trong cái hộp này. I'll open it up. In a loud, clear voice, what's in there? Ở trong cái hộp này có cái gì? Có một lá bài. One card and only one card. Yeah. How amazing wow. Is the red king wow. Of hearts? Zaga! So amazing! Thank you so much! Thank you! Let's give a big round of applause! Và bây giờ chúng tôi sẽ trở lại với Ngạn.